10 năm rồi. Nhanh thật đấy. Thoáng chốc mà đã 10 năm trôi qua. Giờ anh lại quay trở lại đây. Tại sao suốt 10 năm qua giờ anh mới trở về nhà vậy? Trang này, có một số chuyện mà em vẫn chưa biết. 10 năm trước, chị Huyền ơi, chị Huyền ơi, chị ơi, em đỗ đại học rồi, chị xem này. Tốt rồi, tốt quá rồi. Nhưng mà nhà mình nghèo quá. Em mà đi học thì... Cái thằng nhóc này, em không phải lo đâu. Chị sẽ cố gắng lo cho em ăn học đầy đủ. Em chỉ cần cố gắng học tập thật tốt thôi. Bố ơi, bố dậy uống thuốc ạ. Bố cố gắng uống hết bát thuốc này đi, rồi sẽ khỏe ngay thôi. Bố, bố à, con sẽ không đi học nữa. Con nói cái gì? Không đi học nữa là thế nào? Con sẽ ra ngoài kiếm tiền. Cái gì? Ra ngoài kiếm tiền? Chị nói cho em biết, em là con trai duy nhất trong cái nhà này, là hy vọng lớn nhất của cái gia đình này. Giờ em nói không đi học nữa là sao? Chị à, đi học bây giờ thì có ích gì chứ? Chị nhìn xem, nhà mình thì nghèo, bố thì bị bệnh, người ta thì toàn ở nhà cao cửa rộng, còn mình thì mãi ở cái nhà lụp xụp này. Còn ra ngoài chẳng dám ngẩng mặt lên. Tiền ăn, tiền thuốc cho bố còn chẳng đủ, thì chị nhìn xem, em làm sao mà có thể đi học được chứ? Chị đã bảo rồi, em chỉ việc lo học thôi, còn việc kiếm tiền thì cứ để chị lo, chị làm được mà. Con à, nhà mình nghèo thì nghèo thật đấy, nhưng mà không hề ăn cắp ăn trộm của ai cả. Thế thì làm sao làm sao mà con phải không dám ngẩng đầu lên chứ? Phải đấy, chị cũng đã nói chuyện với bố rồi. Dù có phải bán hết tài sản trong căn nhà này đi, thì cũng phải cho em đi học đại học. Em không biết là chị với bố nói chuyện gì với nhau, nhưng mà em quyết định rồi, em không đi học nữa, em sẽ ra ngoài kiếm tiền. Bố à, sau này nhất định con sẽ lo cho bố một cuộc sống sung túc. Chị nói cho em biết, em mà không đi học thì đừng bao giờ về cái nhà này nữa. Không về thì không về. Em thề, nếu như sau này em không kiếm được tiền, em sẽ không bao giờ quay trở về cái nhà này nữa. Con à! Con ơi. Con ơi.
Và cứ như vậy, anh đã rời khỏi nhà và lên thành phố. Trong khi đó, trong túi không có nổi 1.000, đầu óc thì mù mịt, không biết đi đâu về đâu cả. Tiền ở thành phố đúng là không dễ kiếm một chút nào cả. Bây giờ thì khác rồi, giờ anh đã là chủ tịch của tập đoàn SVM. Cứ nhiều năm trôi qua như vậy, anh đã phải trải qua biết bao nhiêu nỗi khổ cực, vất vả. Vì muốn kiếm tiền, muốn gia đình được nở mày nở mặt, anh đã cố gắng không ngừng nghỉ cho đến tận bây giờ. Những người đã từng giúp anh chắc chắn sẽ không bao giờ để họ phải thiệt thòi cả. Và cả em nữa, người đã khiến anh vực dậy. Nhất định em sẽ được bình yên. Hôm nay anh trở về rồi, anh sẽ cho họ một bất ngờ. Nào, chúng ta cùng về nhà nhé. Thế rốt cuộc là bao giờ mày định trả tiền cho bọn tao? Tôi xin các anh, giờ tôi chưa có đủ. Tôi sẽ cố gắng dành dụm để trả cho các anh mà. Dành dụm á? Cái bản thân mày như thế này, mày làm cái gì để trả tiền cho bọn tao? Đừng bắt bọn bố mày chờ đến bao giờ nữa hả? Tôi xin các anh, các anh thư thư cho tôi thêm vài hôm nữa thôi. Cái gì? Thư thư á? Này, tao nói với mày nghe nhá, đại ca tao đã quá là thư thư cho mày rồi, mày muốn cái gì nữa hả? Này, lúc mày đến vay tiền bọn tao ấy, mày ngon ngọt, mày van xin, mày lạy lục, mày hứa hẹn, mày thề thốt là mày sẽ trả. Bây giờ mày định cỏ quay à? Tóm lại ấy, giờ mày không trả tiền, bọn bố mới xiết nhà. Các cậu làm cái trò gì vậy? Thằng nào ấy? Tân! Em đi đâu suốt thời gian qua vậy? Sao bây giờ em mới về? Em lên thành phố kiếm tiền, giờ thì em về rồi đấy. Này! Chị em chúng mày đóng phim tình cảm đấy à? Bọn ta đi đòi nợ, chứ phải đi xem phim đâu nhá. Chị tôi nợ các anh bao nhiêu? Ít đi mà, 100 triệu chứ mấy. Mà cái nhà nghèo như thế này ấy, lấy tiền đâu ra? Được, các anh đợi tôi một chút. Anh điền số tài khoản vào đây, tôi sẽ chuyển tiền cho các anh. Được. Ngon. Thế là đại ca mình lại có tiền rồi. Xong chưa? Được rồi đấy. Anh kiểm tra đi. Kiểm tra đi em. Có anh ạ. Được đấy. Thôi, chị em chúng mày đóng phim tiếp đi. Bọn này đi về. Về thôi em. Bye. Chị, đây là Trang, người yêu của em à? Em chào chị ạ. 10 năm. Tròn 10 năm rồi. Sao bây giờ em mới về? Khi em đi, em đã thề rằng nếu như em không kiếm được tiền, em sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa. Mà chị,
Sao chị nợ bọn họ nhiều vậy ạ? À? Chị... Mà thôi, bây giờ em về đây rồi, em có tiền, em sẽ không để chị phải khổ nữa, không để ai uy hiếp gia đình mình nữa. À, bố, bố đâu hả chị? Chị, bố đi sang nhà hàng xóm rồi hả chị? Hay là bố ra đồng? Bố cao tuổi rồi, sao chị còn để bố đi làm như thế? Chị sao thế? Bây giờ em về rồi mà, em là chủ tịch của tập đoàn FVM, em có tiền rồi, em sẽ lo cho gia đình của mình. Gia đình của mình sẽ không phải khổ nữa đâu. Em có nhiều tiền, nhưng có thể đổi lấy 10 năm tuổi của bố không? Em có nhiều tiền, nhưng có thể đổi lấy nỗi nhớ con suốt 10 năm của bố không? Em có nhiều tiền, nhưng có đổi lấy được mạng sống của bố không? Lúc bố bệnh nặng nhất thì em ở đâu? Chị phải đi vay tiền khắp nơi, vậy cả tín dụng đen để lấy tiền chữa bệnh cho bố. Nhưng mà bố... Chị... Chị nói cái gì vậy? Bố... Bố đâu? Sau cái năm em đi, bố lúc nào cũng nhớ tới em, nhớ đến tái phát bệnh cũ, nhớ tới nỗi ăn không ngon, ngủ cũng không yên, thuốc bố cũng không chịu uống. Ngay cả trước lúc khi bố mất, mồm bố lúc nào cũng gọi tên em, mắt còn chưa kịp cả nhắm. Con sai rồi. Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem tập phim vừa rồi cũng như là đồng hành cùng FVM trong thời gian qua. Mình cũng cảm ơn công ty Kohino cùng với nhãn hàng Zig Hair đã tài trợ cho bọn mình tập phim này. Đây là một sản phẩm chăm sóc tóc tóc rất là tốt. Và làm giúp tóc khỏe mạnh hơn. Thì sản phẩm này có giá là 980.000. Bạn nào mà muốn mua thì có thể lên trang web của Kohino cũng như là fanpage của Kohino để mua nhé. Sắp tới thì bọn mình sẽ tiếp tục cả hai series, đấy là tuổi thanh xuân và về tuổi sinh viên, cũng như là bạn cũng sợ và cũng sợ. Đây là hai bộ phim mà mình sẽ xác định làm lâu dài, như là theo theo cái lối hài trước. Thì hy vọng các bạn ủng hộ mình nhiều hơn nhá. Nếu các bạn thích series phim này thì hãy cho mình một lượt đăng ký, một lượt share, một lượt chia sẻ nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Một lượt like, một lượt share. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.